Hello, xin chào tất cả anh em. Để giới thiệu lại các bác và anh em một cặp của dòng cáp cassette của hãng Đà Lông. Rất đẹp. Hai em này thì một em là điện 110 à, điện 100V, một em là điện 230V của hàng, điện 230V của hàng xuất cho thị trường châu Âu, và một em hàng nội địa. Anh em sưu tầm về trưng bày rồi nghe các cái bài nhạc cổ. Máy rất đẹp nha. Đấy. Tất cả hai em là ghi xóa ok hết. Đấy, và có chức năng làm dè luôn. Đấy, kho nhỏ nó làm dè nữa. Mà giới thiệu với anh em là bữa nay có con Văn Nick nha. Văn Nick là ngày FX30 Pro nha. Em này là đời cao nhất của dòng Văn Nick. Nghe nhạc hát karaoke nó là quá đỉnh rồi, đủ các cổng ăn chơi nhá. Em nó có cả đường quang này, bluetooth này, usb này, optical này, aux1, aux2 này. Dòng FX30 này nó là dòng đời mới nhất của dòng Văn Lách này. Đấy, nguyên thùng xốp này. Em nó có cả khiển luôn nhá. Đây em đang chạy băng này. Này, nghe các cái bài nhạc cổ rất hay. Đây là các anh em các bác là ngày có nghĩa là trưng bày để mấy lại các dòng Đà Lông như là 580D, 780D, 890D, các cái dòng Đà Lông nói chung là mặt đen này là để cùng em nó là cùng combo luôn. Của em nó là size của nó là 43 nhá. Em của nó cao tầm 13 đến 14 cm là chiều cao. Nên bộ combo rất đẹp. Đấy, nằm dè chỉ cần ấn một nút jack này. Đấy, một nút to nhỏ này. Rất hay nha. Đấy, nằm dè chạy nhập mạng xuống này. Em làm thế nhá, em trên em dưới em làm nằm dè được hết. Đẹp góc cạnh luôn. Nhìn cho anh em siêu tầm. Nhưng mà giá luôn của em là điện 100V này là 2.300.000 nhá. 2.300.000 đồng bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Điện 100V. Và các em dưới này là điện 230V, nó là hàng xuất châu. Em này thì bán cho các bác là 1.700.000 thôi. Cũng bao ship toàn quốc. 1.700.000 cho em khoảng điện 230V. Model của em nó là 510. Em trên này nó là M115HX. Rất hay. Chiều anh em là có hai con đầu tóc của cassette đây. Đẹp.
anh em các bác nào là nếu mà xem video chung tiếp em nào thì alo trực tiếp cho em nha. Em một em là điện 100V nội địa này, một em 230V này. Mặt mũi đẹp bóng loáng, không có sức sắc bẻ lỏ cái gì cả. Vâng, tôi xin chào tất cả các anh em và các bác nhé. Các bác trong video tiếp theo. Bác nào kết em nào thì alo trực tiếp em luôn nhá. Vâng, xin chào các bác.